Xin chào các bạn. Bây giờ mà mua máy hút bụi thì chúng ta cần phải chú ý đến những điều gì nhỉ? Chưa kể đến những tính năng râu ria thì đầu tiên là phải có tiêu chí gọn và nhẹ để chúng ta có thể sử dụng hút bụi ở nhiều không gian và hút bụi ở trên cao như là rèm mà không bị mỏi tay. Thứ hai là máy hút bụi thì cần phải có lực hút khỏe và có thể hút được trên nhiều khu vực như là thảm, sàn, hay trên sofa, hay trên rèm nữa. Đặc biệt là nhà nào mà có nuôi thú cưng thì chúng ta có thể sử dụng máy hút bụi mới có thể hút sạch được lông của boss nhà mình được. Và ngày hôm nay thì Meta giới thiệu đến các bạn một sản phẩm máy hút bụi cầm tay, đó là máy hút bụi Smart Cook VCS3926OL. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá sản phẩm này nhé. Máy có màu đen kết hợp với một chút màu đỏ ở các nút ấn khá đơn giản. Nó là một form thiết kế chung chung cho các dòng máy hút bụi cầm tay rồi. Là đơn giản, tối ưu, gọn gàng và rất nhẹ. Trọng lượng máy chỉ có 1,26kg, tay cầm vừa vặn, có một nút khởi động ngay ở vị trí tay cầm, khá là dễ sử dụng. Bên cạnh đó thì bộ máy hút bụi cũng có các đầu hút và thanh nối dài phục vụ cho mục đích hút bụi ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà như là thanh nối và đầu hút sàn. Chúng ta dễ dàng hút bụi ở tư thế đứng hoặc với thanh nối dài này thì cũng có thể hút bụi sâu trong gầm bàn, ghế nữa. Các đầu hút có thể tháo lắp nối rất đơn giản. Bên cạnh đó máy có thể xoay dễ dàng với bàn chải xoay một góc lớn hơn 120 độ, làm sạch được ở nhiều vị trí hơn. Đây là vị trí hộp chứa bụi. Hộp chứa bụi có dung tích 500ml và có thể tháo rời để vệ sinh sau mỗi lần dùng. Hộp đựng và bộ lọc có thể giặt được, giúp bảo vệ môi trường. Smart Cook VCS3926OL sử dụng bộ lọc HEPA, có khả năng loại bỏ bụi bẩn với kích thước siêu nhỏ, với hiệu suất là 99,9%, đem lại bầu không khí trong lành hơn cho bạn. Bên cạnh đó, với chất liệu bằng thép không gỉ, còn giúp bộ lọc có thể hút được các vật sắc nhọn nguy hiểm. Máy hút bụi cầm tay Smart Cook VCS3926OL sở hữu lực hút mạnh mẽ, có khả năng làm sạch mọi bụi bẩn, dù là nhỏ nhất. Theo đó, máy cung cấp áp suất hút lớn hơn 14 kPa, cùng công suất hoạt động là 600W. Vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy hút bụi cầm tay Smart Cook VCS3926OL. Và nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể tham khảo ở trên website meta.vn hoặc là liên hệ tới hotline ở phía trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.